Rồi chào mọi người luôn nha. Hôm nay tiếp tục trở lại gian hàng của hai vợ chồng mình nữa cả nhà. Nghĩ cũng gần đã tận rồi, hôm nay mình sẽ ra bán lại cả nhà. Hôm nay là chiều chủ nhật, khách cũng rất là đông cả nhà. Hôm nay mình có tôm. Tôm này là tôm biển cặp đi mình luôn á cô. Tôm đó người ta đi đánh lưới mà biển vô đó chứ không phải tôm trong vuông nuôi đâu, tôm sắt luôn nè. Có cá hai rất là ngon. Cái này cũng 200 nè. Còn bên đây 200 cái này tôm tết bao nhiêu đây chứ? Buổi chiều này khá đông nữa nha. Chiều buổi chiều mà gần tới vào học rồi đó cả nhà. Rồi mọi người ta đi đặng một chuyến này về đặng ta con ta vô học luôn đó con. Trời ơi, mua vô cái 250 rồi đó chế. 501 lại có 10.000, 400 gram lại có 10.000 rồi chế ơi. Mua dùm luôn đi. Lấy tâm số rồi kia cho chế nha. Cái đó 208 chế ơi. Cái 2.400 chế ơi. Cá khoai ghe mới ghe lưới mới lên luôn, quá trời ngon luôn đó không mà chị. Không có nói hết đâu cô ơi, nói bán là sát giá luôn à. Nhiều sò luôn mấy cô. Ở đây mình cũng có nhận luộc đó đấy chế. Luộc xào nướng gì cũng có. Ăn cua ấy, cua này cái 130 đó anh trai. Cua cái ghe biển vô không nè, rất là ngon luôn. Cua tháng 7 chứ, dễ ghê luôn, cái 130 này trái. Khách lúc này vô buổi chiều cả nhà. Giờ này mua tôm rất đồ rất là nhiều. Nãy giờ bán được không? Có nhiều có sò cá phai đâu nó cô ơi, có ăn nhiều ghé coi đi cô. Cá phai ghe lưới mới lên chị cô ơi, cá phai ngon quá trời luôn. Mua về ăn lẩu hay là nấu ngót các bạn ạ. Ngon tươi gói luôn đó. 130 được rồi, 130 vô em mà. Mua vô 130 đó chế. Mới cần ghe lưới nó mới đánh vô đó.
siêu giờ hấp xả hấp gần như mập lắm cân. Sò huyết đây, sò huyết 16 à. Có hào, có dợp đó nè. Có ốc len luôn, ốc len xào dừa đây. Có nghiêu, có sò huyết, cầu quá trời ngon luôn. Khách giờ buổi chiều là khách từ ở vùng trên nữa cả nhà, các tỉnh đó giờ đổ xô về đây quá trời đông luôn nè. Thì bây giờ buổi chiều này người ta vô dùng vô mua hải sản tươi sống nè, người ta mua hải sản, mua cua, mua đủ loại luôn. Ủa bà đó, bà không có lấy hai con năm số á em. Con năm số khá là to luôn cả nhà, gần 200 g á cả nhà. Quá trời ngon luôn. Có cua cái 130 nó mới chế ơi, có ăn cua qua lửa chứ. Cua quá trời ngon luôn nè, cái 130 ngàn à. Cua tôm cá phai về bạn ơi, cá phai ghe lưới mới vô luôn đó. Em ơi, có mực bầu luôn, mực bầu ký 80 nè em ơi, có chừng ký mấy nè, bán rẻ cho ăn luôn nè, ký 80 ngàn à chế, tươi gói luôn, ăn trăm nữa, còn ký mấy nó bán 80 à, còn mực đó thì lấy cái mang ra là xào xong mà rất là ngon luôn, cá phai ghe lưới mới vô đó chú, ký 140 à, về nấu lẩu nậu ngót, canh hành đâu, rất là ngon luôn. Cá phai này mình nấu lẩu đồ đó cả nhà, về nấu hành ngò đồ đó, rất là ngon luôn. Cá này là biển ở tại khu vực mình luôn đó cả nhà, người ta đi đánh lú đánh lưới mà biển vô á. Còn đây là tôm sú cả nhà. Anh nào ghé mua nè cô, có sò, có nghêu, có hào, có dợp, ốc len nè cô ơi. Rồi vậy mình cũng xin kết thúc clip tại đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi clip mình nha. Mình xin chào và tạm biệt cả nhà luôn nha.